còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì xin tiểu thư về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn bài rồi đành kiếm bó tay thôi. Người tin đưa ta về lại quê hương với cát trắng bụi mờ, à cát thiên kỳ với bao ước mơ đã em không thành, sao người vội xóa tan đi. Mặt trời lên cao, em hãy mau thu xếp lên đường. Mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sắm mơ hợp tan và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường hoa xe còn xa sắm mơ dịu dời, ngựa chọn chân đang ruộng bên xin tiểu thư đừng mang lại nơi này. Ôi ngậm ngùi sao người lại tiếng đưa ta, còn thương nhau mấy là còn chợt thấy quặng đau. Kìa, à các thiết kiều, tại sao em lại khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, nhưng họ là ai? Là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ, thôi hết rồi. Chu Sa, có lẽ là em đã yêu. Em yêu một người xa lạ. Bội yêu là có tội phải không anh? Không, em không yêu mới là có tội. Anh Chu Sa, yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời mình đã một thời chẳng yêu, trong tuổi còn thơ ấu để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy qua theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói
một người nỗi đau sâu gì. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt để mua cho đi ngựa vào hiểm trở quy chưa bao giờ biết sợ nhưng sao bỗng nhiên em nghe lành cả tâm hồn. À khắc thiên kiều Khắc Thiên Kiều, có phải em và người ấy đã nguyện thề hẹn ước? Không, người ta vẫn hận hờn, người ta vẫn hận hờn và xem em như kia là người xa. Cái mình yêu lại hận hờn xa lạ thì còn niềm đau đớn nào? Thiên Kiều ơi, gần gũi tất cả mà dễ dàng liên quan sang. Tình cấm nín nên tình đành tiếc nhau. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng như lòng của em đang bao đồng tơi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất đi một cái gì. Một mấy giờ xa trường anh cũng chết, biết ai là người xây nấm mộ cho em. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn rất nhiều.